Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, chủ đầu tư dự án khi bán nhà hình thành trong tương lai sẽ phải mua bảo lãnh của ngân hàng với mức phí từ 1 đến 2% trên tổng mức đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường bất động sản sẽ phải đối mặt với nguy cơ tăng giá. Nhưng điều mà thị trường băn khoăn lúc này là chưa có một quy định hướng dẫn cụ thể nào cả, dù thời gian thực hiện đã cận kề. Dự án đang triển khai của công ty này sẽ mở bán vào đúng thời điểm luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có hiệu lực. Vì thế, chủ đầu tư này đã chủ động liên hệ tới các ngân hàng để tìm hiểu thông tin về việc sẽ phải mua bảo lãnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được con số cụ thể về mức phí bảo lãnh. Chúng tôi đã tìm hiểu ở các cái ngân hàng thì nói chung tức là cái phí bảo lãnh thì theo như hiện nay họ cũng chưa được hướng dẫn, cũng chưa nghiên cứu cụ thể. Và tất nhiên đã là bảo lãnh thì nó còn tùy theo cái đối tượng mà họ sẽ bảo lãnh là ai thì họ sẽ đưa ra cái mức phí khác nhau. Cho nên nếu mà nói là chính xác bây giờ là phí là bao nhiêu thì cũng khó. Tuy nhiên là dự kiến thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ dao động xung quanh khoảng 1%. Một căn hộ là khoảng 3 tỷ đến 4 tỷ chẳng hạn thì nó cũng là một số tiền lớn, tức là cũng là thành 3-40 triệu. Cũng như doanh nghiệp trên, nhiều chủ đầu tư đã làm việc với ngân hàng về phí bảo lãnh cho biết, đến thời điểm này, hai bên vẫn chưa thể đi đến một thỏa thuận thống nhất bởi chưa có một hướng dẫn cụ thể nào cả. Phải đợi đến khi nào mà cái luật bất động sản cũng như là luật kinh doanh nhà ở nó có hiệu lực chính thức thì cái việc đàm phán chắc chắn nó mới đi vào cái quyết định cuối cùng. Thế cho nên nhưng mà căn cứ vào cái mức phí trung bình bình thường của các cái khoản bảo lãnh thì chúng tôi nhận định nó là khoảng từ 1-2%. Là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất trong trường hợp chủ đầu tư thất hứa, không thực hiện dự án và hệ quả là tiền mất, nhà vẫn chẳng thấy đâu. Nhiều người dân bày tỏ quan điểm đồng tình với quy định này, mặc dù người dân sẽ phải trả một mức giá cao hơn khi mua nhà. Cái điều đó rất là tốt, bởi vì rằng là nó bảo vệ cái quyền lợi của cái người tiêu dùng, bảo vệ cái quyền lợi của cái người đầu tư vào. Bảo lãnh ngân hàng nó rất là cần thiết cho người đầu tư. Tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc đấy. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề quan tâm hiện nay là các ngân hàng cần cân nhắc kỹ và đưa ra những mức phí linh hoạt để áp dụng cho khách hàng. Cần có sự đánh giá, phân loại các doanh nghiệp để đưa ra các mức phí khác nhau, chứ không thể đánh đồng một mức phí như nhau với tất cả các doanh nghiệp. Mức phí bảo lãnh nó dựa vào cái việc đánh giá rủi ro của cái hoạt động bảo lãnh đó. Rõ ràng các cái chủ đầu tư và các cái doanh nghiệp khác nhau thì họ sẽ có cái hệ số tín nhiệm khác nhau. Và cái hệ số tín nhiệm khác nhau thì nó sẽ vấn đề cái rủi ro của ngân hàng khi người ta chấp nhận bảo lãnh nó là khác nhau thì đương nhiên đi kèm theo đó là mức phí khác nhau. Các chủ đầu tư thì sẽ phải tự cân đối và đi cạnh tranh với nhau làm sao để cái sản phẩm của mình nó có cái chi phí hoặc cái mức giá hợp lý nhất và để đảm bảo là không bị tăng giá một cách bất hợp lý. Bản thân các chủ đầu tư mong chờ nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản mới ra đời sẽ có quy định cụ thể và có tính toán sao cho phí bảo lãnh không quá lớn. Thêm vào đó, ngân hàng cũng phải lắng nghe ý kiến của người mua nhà. Bởi với những doanh nghiệp có uy tín, người mua nhà không nhất thiết phải bỏ ra thêm một khoản vài chục triệu để nhận sự bảo lãnh này.